Các bạn ơi, mình đang quay trực tiếp cái cảnh bão đang tới ở bang Louisiana mình nha. Đây, gió rất là lớn, cây đổ hết. Mình không dám đi ra ngoài bởi vì gió rất là lớn, cây đổ hết, hoang tàn. Gió lớn lắm các bạn ơi. Để coi mình mở cửa ra mình quay được không nha. Đây, mở cửa ra. Đây, chuồng gà bị bay. Đó, gió cỡ này nè các bạn. Gió ào ào luôn. Ấn không? Bay hết, tất cả đều bay hết. Rất là lớn nha mấy bạn. Phía bên hông nhà mình nè các bạn, cây đã bị đổ hết đó. Sơ sát luôn. Gió đang rất là lớn. Bão rất là lớn luôn nha các bạn. Bão lớn lắm. Bây giờ là 7:15. 7:15 phút tối chủ nhật ha. Mình quay cho các bạn coi. Đây, xe cây cối nó rạp lên xe vậy đó. Còn ở đây là thôi tan hoang. Khung cảnh đang tan hoang lắm nè. Xe của mình đậu ở ngoài nè, có một nhánh cây nó rớt xuống. Đây, đang mưa, cây rớt lên xe, không còn gì là chiếc xe của Vi rồi. gió lớn. Bây giờ mình like cho các bạn coi nè. Đây, cây đổ. Nhánh cây bị đổ nha các bạn. Đây, cây cối ngã rập hết. Gió đang rất là lớn. Rồi, cúp điện nha, đèn đường mới vừa cúp điện nè. Đèn đường mới vừa cúp, nhưng mà điện trong nhà vẫn còn. Gió. Gió khiếp lắm các bạn ơi. Gió cấp 4 mà. Từ đây đến sáng sẽ còn dài nữa, không biết rồi cái gì nó sẽ xảy đến nữa nha các bạn. Cây nhà mình cuốn theo chiều gió rồi, tội nghiệp mấy cái cây quá. Biết không các bạn, gió khiếp chết rồi, ngã đổ một cái cây nào ở ngoài sao rồi. Đó, mới đi vào cái nhà sao nè. Từng đợt gió lớn thiệt là lớn như vậy nè các bạn.
phim của mình cầm đứng yên tại chỗ mà không lại với mưa bão nữa đó. Rồi, mình quay sơ qua cái cảnh như thế này rồi sáng mai mình sẽ update cái tình hình cho các bạn coi nữa nha.